Bà con ơi, ra đây xem hài nè. Chương trình này được bảo trợ bởi Công ty Lụa Thái Tuấn, Tân Hiệp Phát, Viện Thẩm Mỹ Khơ Thị, D&D Gel, dầu gió xanh hiệu con ó của Công ty An Hiên Corporation, Usis Group, Young Healthy Lush của Công ty Hằng Lê và Teletron. Không thèm kéo mất vì đã có mời em thơm ngọt tựa sen hồng. Mày đứng lại, chồng tôi lắm. Mày đứng lại, mày đứng lại, tao giết mày chết. Mày đứng lại nè, tao nói mày nghe, đi đi liền. Bữa nay tao phải đuổi mày đi hả? 30 Tết tao cũng đuổi mày đi. Con vợ gì đâu mà ly lắm. Cái gì? Ông tối ngày lo ăn nhậu, không có chịu lo làm việc gì hết trơn hết trời. Ủa, mày nói mắc cười quá. Cuộc đời tao có gì vui đâu. À, tao ăn nhậu là đúng rồi. Dạ. Bây giờ tao hỏi mày, ruộng ai làm? Tôi làm. Việc nhà ai làm? Tôi làm. Con cái ai lo? Tôi lo. Mày lo hết, tao lo gì, tao nhậu. Để tao. Ông nói gì ông nghe được hả? Nghe được mới nói chứ. Tôi làm bao nhiêu chuyện đó mà để cho ông có sức khỏe, ông lo đi mần. Ông kiếm tiền gì nuôi vợ con? Ông không làm gì, 30 Tết rồi mà ông coi trong nhà không có cái gì hết trơn. Trời, làm sao mà cúng rước ông bà chứ? Mày rước đi, mày thích thì mày rước đi. Đã biết trong nhà không có gì còn rước ông bà về làm giống ông gì? Không có nghe ngược gì. Mà tao hỏi mày nghe nè, cái chuyện rước ông bà là chuyện của mày. Hồi xưa tới giờ ai cúng? Thì tôi cúng. À, vậy mày cúng thì tiện mày lo đồ cúng đi. Mất mới mày nói tới tao. Ông nói gì mà không nghe được không Tư? Được xong được à. Tao thích nè, nè, chưa nói nha. Tại sao vợ chồng với nhau mà mày đi ăn cắp đồ tao mày giấu? Tôi ăn cắp cái gì? Mày ăn cắp 40 lít rượu của tao mày giấu. Trời. Tao mua để tao chuẩn bị, để tao nhậu Tết mà. Trời ơi, Tết trước tới đây là không lo sắm trong nhà, còn mua rượu về để trữ uống. Bọn tính ngâm rượu mẹ con tôi hả? Cái mặt mày không là 50 lít rượu ngâm chưa đủ. Mày là phải ngâm một cái hồ rượu. Mày xuống nước còn tràn lên mà. Ông á, tối ngày nó ăn nhậu không à? Hả? Cái cây mai này nè, tôi trồng á, là đáng lẽ mùng 1 nó mới nở. Ông sai xỉn, rồi ông đi tiểu vô giờ nó nở sớm rồi nè. Con quỷ này. Ê, đây là nhà của tao nha. Ta đi về ta thích tiểu là ta tiểu nè. À, ta tiểu là do ta do ăn cá khô cho nên đạm nó nhiều, cho nên nó nở sớm. Còn bây giờ nói nè, con cái mày cũng dẫn về ngoại hết đi nha. Để ở đây đứa nào tao. Anh nói gì kỳ vậy? Con cái là hai vợ chồng nuôi. Bây giờ anh kêu tôi nuôi tụi nó là sao? Mày đẻ mày phải lo chứ. Gì? Mày đẻ ra nó mày phải lo chứ. Ông không làm lấy gì tôi đẻ. Mày nói câu này là mày vu oan giá họa cho chồng mày rồi. Ta làm gì đâu. Hồi mà ta lấy mày về ta mập bự con. Thấy không? Xong đầu lấy về xong xuôi. À, mỗi lần mày ấy cái mày thích cái gì cái mày cho tao uống rượu tao xỉn cái tao nằm nè. Tao nằm tao không biết gì. 2 tháng sau mày thông báo mày có chữa. Mà mày đẻ 14 lần tao lép còn nhiêu đây. Mày làm không cho tao làm đâu. Mày đổ thừa tao mày. Đơn giản. Tôi không ngờ anh là một người chồng nát rượu như vậy. Ê, nói chuyện nát rượu là sai nha. Tao uống là tao uống nguyên bình không, chứ không uống nát nha. Bây giờ đi. Đi liền. Anh... Đi. Anh đuổi tôi hả? Đi. Đó, trời ơi, không biết hồi xưa cái mắt thẩm mỹ của ta chừng nào mà ta lấy mày kìa. Ngáp như con cá là hắn hay con. Đuổi tôi. Trời. Bỏ xuống. Mày bỏ xuống. Trời ơi. Trời ơi, ta nói mày nghe mày dở lên bao nhiêu người ói hết. Đi. Mày lì hả? Đi không? Nè, trước khi đi,
đem cái bàn thờ đi luôn. Tết tao nhậu tao không có cúng đâu. Anh cứ để cái bàn thờ ở đây đi, để cho ông bà chứng kiến có thằng cháu mất dạy. Mất dạy mà mất dạy hả mày? Cháu nói tao mất dạy hả? Anh không có đánh tôi nha. Tôi nhịn anh bao nhiêu năm nay đó, là tôi sống giống như trong ngục tù vậy đó, chứ không phải là tôi sợ anh đâu. Tại vì tôi muốn gia đình êm ấm, không muốn bà con là hàng xóm người ta nói là gia đình mình cơm không lành canh không ngọt. Bây giờ có cơm lành ngọt hay không mà nhìn hai người là biết ai ăn nhiều ai ăn ít rồi. Đi mày. Anh đuổi tôi nha. Đi. Nhưng mà ra duyên á, mà anh đem kiệu qua đó khiên tôi đi, tôi cũng không có thèm về đâu. Mày xe bò kéo còn không nổi rồi, ở đây mà khiên kiệu. Đi ra đây. Anh đi đi. Trời ơi. Không có chỗ nào mà lấy mỡ xa, tao đưa con này vô lấy hết. Phẻ, bây giờ là phẻ ra. Một mình một nhà, muốn uống sao uống, không có bị cằn nhằn cửi nhửi cái gì. Gì vậy hai? Mày đi đâu hả? 30 Tết mày ôm chiếu ôm lợi đâu hả? Tao thông báo cho mày biết một cái tin xét đánh. Cái gì? Tao con vợ tao nó đảo tránh tao rồi. Bây giờ nó đuổi tao ra khỏi nhà, nó đưa tao cái bịch xốp này với lại cái chiếc chiếu này. Mày coi tao sống làm sao, tao ăn Tết ở đâu? Bởi tao nói mày ngu quá, mày không làm theo lời ông bà. Mày để con vợ mày nó ăn hiếp mày. Tao nói cho mày nghe, năm nay mày ăn Tết chung với tao đi. Hả? Bây giờ tao cũng một mình, mày bị vợ đuổi, tao mới đuổi con vợ. Hả? Hai đứa mình chơi xả láng năm nay. Ê, mày nói ông bà nói gì? Ông bà có cái câu là dạy con từ thở còn thơ, dạy vợ từ thở bơ vơ mới về. Cho nên nó bơ vơ mới về mình phải dập nó lên. Ồ, vậy là ông bà mày, còn ông bà tao là khác. Sao? Mà đặc biệt ông bà của con vợ tao nó khác nữa. Sao? Đêm động phòng qua chút, tao chưa mừng ăn gì ráo trọi. Mày biết nó hát cái câu này nè. Câu gì? Dạy con từ thở còn thơ, dạy chồng từ thở tơ hơ mới về. Ê, tao nói mày nghe, mày không để ý cứ rước dâu nha. Đó, mày cứ canh me cái bóng nó mày đạp. Là từ đó trở đi nó sợ mày. Ủa đạp cái bóng là mình làm. Là mình trên kèo nó. Ờ, tao đâu có biết. Bây giờ vậy, trải chiếu ra. Bây giờ nhà tao không có ai. Trải chiếu ra tao với mày nhậu mút chỉ. Đúng người rồi. Người ta nói vậy nè, tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng 2 cờ bạc, tháng 3 rượu chè, tháng 3 mới tới rượu chè. Nhưng tao với mày sẽ uống từ 30 cho hết tháng 3. Anh Tư ơi, thần tài đến bên anh rồi. Từ đây kiếp hàng gì sẽ không còn ở bên cạnh chàng. Kể từ đây đời anh may mắn đã gặp số hên. Anh sẽ đi lên từ đây phú quý giàu sang. Forget me not when you have a lot of money. Đã cho anh rồi, xin anh chớ phụ tình em. Ê, cái con vé lồ kia, mỗi lần tao thấy mày lùn lắm mà bữa nay sao mày cao dữ vậy mày? Kệ em đi, anh xăm xôi quá à. Nó quất cái cặp chuồng ba lá kìa. Ê, mày vô đây làm gì vậy? Em vô... Ê, tao nói nghe nè, đực. Gì? Kỳ quá à, anh Tư kỳ quá à. Đực nó đi xa rồi, giờ tao có tên mới. Tên gì? Lý Nhã Nhị Ngọc. Lý mà... Nhã Nhị Ngọc. Tên gì mà kỳ cục hả? Mày tên khai sinh là Nguyễn Văn Đực. Cái chữ tự giờ nó đổi lại rồi, nó lấy cái tên là Lý Nhã Nhị Ngọc. Cái ủa? Tên ê mà mày nhả hai hột ngọc đó chưa? Cái gì vậy nè? Kỳ quá kỳ quá. Cái gì vậy? Cái vụ mà có nhả được hai hột ngọc đó hay không phải tùy thuộc anh Tư. Ê,
mày đừng vô duyên, đừng nghe lời nó nói nha. À, đừng vô duyên nha mày. Hồi nãy em nói rồi á, đã cho anh rồi, xin anh chớ phụ tình em. Hả? Trời ơi, mày gian díu với con ngựa này à? Tâm bậy. Ê, mày nói cho đàng hoàng á. Tao làm gì tao cho mày gì? Em biết thế nào anh cũng lật lọng hà. Anh Tư vậy? Sáng nay trong bụi chuối đó. Trong bụi chuối đó nhớ không? Bụi chuối gì bà nội? Lúc em cho anh, em có quay clip lại. Chết mày rồi Tư ơi. Mày vô bụi chuối, mày tà te tí te với nó quay clip lại, nó đưa lên YouTube là nó tống tiền mày sạch máu. Chết cha mày rồi. Tà te bà nội mày. Anh hại làm gì tà te? Anh Tư, ê mày nói đàng hoàng á. Nó nghe nè, từ từ. Tao mới uống sơ sơ chứ tao không có chỉnh đâu ạ. Tư kỳ quá à. Cái chuyện mà tống tiền là anh Tư yên tâm đi. Em có làm gì đâu. Anh muốn cho như cho à. Cái gì? Dạ nhưng mà cái clip mà quay lại là có. Đây nè, hồi sáng lúc mà em bán trên 3 tờ vé số mà thiếu á, em có quay clip lại để làm bằng chứng. Trời ơi, nó bán vé số mà nó cũng quay clip lại làm bằng chứng làm gì mày? Dạ. Mày làm với ai? Bây giờ mày qua đây làm gì? Em nói anh Tư nghe nè, 3 tờ vé số mà em đưa cho anh đó, chúng độc đắc. Nè. Vậy? Mày mới nói gì? 1 tờ 2 tỷ, 3 tờ 6 tỷ. Anh trúng độc đắc 6 tỷ. Tao thiệt hả? Yeah. Mày thề đi, nếu mà nó không trúng độc đắc, cho mày chìm ghe mày chết đi. Em thề, em chắc chắn. Anh làm gì vậy? Anh làm gì vậy? Ba tờ giấy số. Ba tờ. Mày ba, để đâu? Ba tờ giấy số trúng. Cái gì vậy? Anh làm gì vậy? Ba để đâu? Ba tờ giấy số cái quần. Cái quần là sao? Anh yên tâm, bây giờ mình trúng 6 tỷ là anh mua 1.000 cái quần cũng được. Không. Tao để trong cái quần kia không biết giặt chưa. Trời ơi, kiếm lẹ lên, kiếm lẹ lên. Trời ơi. Ê, đực. Quý. Hả? Đực gì mà đực? Ví dụ kêu mày bằng gì? Lý Nhã Nhị Ngọc. Nhã Ngọc. Hả? Dạ, Nhã Ngọc đây. Ok, chừng nào mày nhã kể cha mày, nhưng mà tao hỏi mày nè. Tao hỏi mày nè. Thì anh hỏi đi. Anh trúng thiệt 3 tỷ, số 6 tỷ hả mày? Trời ơi, bán với số mà. Làm sao mà em thì trật được ôi chứ ôi. 6 tỷ. Gần Tết mà nó hơi thiếu ớn luôn ha. Dạ. Ôi ôi. Nghe nè. Gì? Đúng ra cái số đó là số của anh đó. Là sao? Sáng sớm em nghĩ tới anh rồi. Em phóng qua nhà của anh. Em định dâng lên cho anh. Mà lúc đó không biết á, anh ngồi trên cái phản anh nhậu đó. Xong biết anh làm gì mà vợ anh giận quá. Trời ơi, chị cãi quá. Xong rồi anh cãi với chị. Xong rồi chị đá xong phía bay. Anh dâng dính lên trên tường. Té xuống sập mặt luôn. Thì nó quýnh tao nè. Dạ. Yeah. Xong rồi lúc mà anh nhậu xuống anh định ngồi vậy. Anh định trả lời chị. Chị tán thêm 2 bạc tay nữa. Là cái lúc mà em phóng tới em khiều khiều anh đó. Em định bán 3 tờ giấy số cho anh. Mà anh không, cái số không có hưởng. Gì vậy? Tổ cha mày Nhã Ngọc. Sao lúc đó mày biết nó trúng rồi mà tại sao mày không đàn áp tao? Mày không quýnh tao, mày không neo đầu tao mày ngồi. Mày yêu cầu tao mua tờ giấy số đó. Em cũng muốn lắm anh ơi, nhưng mà ba cái vụ này phải có số hưởng nữa anh ơi, ba cái vụ tiền 6 tỷ, trời ơi, hôm nay tôi ăn Tết tiêu rồi, trời ơi. Anh hai. Trời ơi, chết rồi, anh xỉu rồi, trời ơi. Đây, em. Trời ơi, có dầu gió xanh của công ty Enhin Corporation. Vừa mới gửi về ông để em xích cho anh nha. Trời ơi, nè, cái hộp nó lấp lánh vậy mới là hộp thiệt nha. Đó, người có tới là người Việt ở Mỹ. Là ai cũng phải mua một lố về để cho Tết. Đây nè, tỉnh dậy anh, tỉnh dậy. Trời, anh hửi dầu gió, anh hửi em. Tỉnh dậy. Anh mà có 6 tỷ chị đâu có đánh anh dữ vậy nè. Đúng rồi. Lấy dầu gió xanh đó, Enhin Corporation, xức vô nha. Ừ, cái dầu này xức sao nghe nó êm quá. Dạ. Cho mượn coi. Dạ. Thôi cho tao luôn nha. Ê, bậy. Đồ thiệt nha. Không phải anh nên dễ vậy. Ê, mày nói. Đứng lên. Sao anh Tôi? Tao đã kiếm ra 3 tờ giấy rồi. Nếu mà mày dò mà trúng, tao mua cho mày mấy chục lố cũng được. Cầm. Bây giờ là coi như mắt tao hết thấy đường rồi. Tao quéo hết rồi. Bây giờ mày dò coi chút. Giấy dò đâu? Dạ, giấy dò thì mày đọc coi chúng dạ. Không? Dạ, rồi. Mày coi nha, mày coi số nha. Không, đọc đi. Không. Đọc đi. Không.
Cái con quỷ. Trời ơi mày đọc mà. Dạ em nói là số 0 đó anh. Ờ số 0. Số 0. Số 0. Ở trong đây có 3 tờ có đều có số 0 hết. Dạ, không không. Không không. Không không có luôn. 2 2 1. 2 2 1. 21 cuối đó. Trời ơi, số 21 yêu quý trời ơi. Trời ơi. Không không 2 2 1. Ê ta trúng rồi hai ơi. Không không 2 2 1. Mày sẽ là đại gia rồi. Mày đại gia rồi. Tao sẽ là đại gia. Tao sẽ là đại gia. Tao nói cho mày nghe. Tao với mày không phải là uống rượu tới tháng 3 đâu. Uống rượu tới khi nào người ta cúng rượu thì thôi. Vậy là chết rồi hả? Làm đại gia cái tướng đổi liền. Mày cho tao hầu mày nha đại gia. Anh Tư. Vậy. Trời tự nhiên giờ em thấy đẹp trai dễ sợ luôn vậy. Khỏi cần khen. Nói nghe nè. Thường mà người ta trúng số mà 6 tỷ giống gì đó, tiền tỷ đó, cái người ta hay lì xì cái tiền hên cho cái người đem may yên mắn. Yên tâm tao. Yên tâm. Tao nói cho mày nghe nè được. Ê Ngọc. Tao nói cho mày nghe này nhả hai hột ngọc. Dạ. Tao không phải là người hẹp hòi. Dạ. Chắc chắn tao sẽ tặng cho mày. Dạ. Yên hôm, tâm. Dạ. Hôm bữa anh Tí anh trúng 2 tỷ là anh cho em 1 tỷ đó. Bây giờ anh trúng 6 tỷ nãy anh cho em 3 tỷ. 3 tỷ. 3 tỷ. Chắc mày má tao à. Tao còn con còn vợ tao nữa. Ở đâu cho mày 3 tỷ. Vậy 2 tỷ. Về đi. 1 tỷ. Mày lấy tiền mày làm gì? Làm gì? Dạ cứu cái mặt bằng số 1 này của em nè. Trời ơi. Trời ơi tao tưởng cái gì. Ba cái đồ quỷ đó hả. Tao ra giường tao hái cho mày cặp bự. Đặt vô ok. Ôi không có chịu đâu à. Mày quy qua cái con số đi chứ. Tự nhiên cặp bự. Tự nhiên để lấy cặp bự treo. Toàn tèn bị ghê lắm thôi. Cho tao nói mày nghe. Mày đứng mày nhói nhã một hồi á. Không cho một cắt. Báo cho mày biết vậy luôn á. Về đi về đi. Có tiền muốn nói gì nói là mày. À đi về. Không cho mày một cắt nào. Bữa nào mày tao kêu mày là thằng Đức. Thằng Đức. Anh không cho em phải không? Không. Anh nhớ. Anh nhớ không có cho em đi nha. Không cho. Em về đó anh hai. Ê Đức. Ê Đức. Đức nghe. Ê Đức. 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 Bây giờ đi lãnh. Bây giờ đi lãnh vé số. Ờ đi lãnh vé số. Ê nhớ là bữa nay 30 Tết. Ừ. Đâu có ai cho lãnh. Đúng rồi. Cất đi, mày cất đi, mày cất đi. Cất chỗ nào? Mày cất đi. Mày cất làm sao? Lận, nhét vô đây. Hộp, bỏ vô đây, bỏ vô đây. Bỏ vô đây. Nhét đây vô đây. Ráng giữ nha con. Ừ, mày để ông đó yên tâm rồi đó. Yên tâm, yên tâm. Thôi bây giờ nhậu đi, nhậu đi. Uống nhậu đi. Bây giờ đại gia rồi, uống kiểu khác. Đúng rồi. Hồi xưa tao với mày là uống bằng cái ly với cái nắp không? Bây giờ đại gia uống kiểu khác. Uống sao? Mày nóng hả? Uống về hội lớn lắm. Ờ. Sang năm năm hợi mà. Ờ. Sao mày uống rượu giống heo nái nhà tao ăn cáo hả? Tao đã nói với mày rồi. Còn một ngày nữa qua năm hợi rồi. Ờ đất coi ông nội ơi nó uống. Ờ uống nữa đi. Uống cái dáng này đẹp nè. Uống nữa đi. Uống nữa đi. Tao chế vô cho mày uống nữa nè. Đó. Đi. Uống. Uống. Uống ha. Uống đi. Ê. Phê. Ráng uống nữa. Ráng uống thêm miếng nữa đi. Uống miếng. Mày xỉn chưa? Ráng uống miếng nữa. Mày xỉn chưa? Tờ giấy số này, ba tờ này là của mình phải lấy lại thôi. Tổ bà từ nào giờ tôi chưa thấy thằng nào ngủ dáng này nha. Dáng này y như nằm trong bụng má nữa trời. Không sao. Tao loại ra. Tao bẻ cặp giò gà này tao lấy ha. Sao nó ngủ khôn dữ trời. Trời đất ơi. Sao mà lấy được đây trời. Cái thằng này. Trời.
Con không được. Trời ơi, nó trở lại là chết. Trời ơi, trời ơi. Biết vậy đá ăn cái cho nó nằm sải lai lấy luôn cho rồi. Ba tờ giấy số bây giờ nằm trong tay của mình rồi. Trời ơi, vô lẹ đi chị Tư hả? Anh Tư đâu? Anh Tư đâu, chồng ra đâu? Dạ vô đi chị Tư. Trời ơi, vô vô. Kìa kìa anh Tư, kìa anh Tư nằm kìa. Trời đất ơi, tôi đi chút xíu mà là ông nằm sai xỉn như một đống vậy nè. Dạ. Thiệt, bực mình nè. Trời đất ơi. Anh hai, anh vô nhà tôi, anh là đàn ông mà nói chuyện một người phụ nữ với tôi. Chị Tư, hai lần chị Tư. Hai người phụ nữ lên. À, nói chuyện với hai người phụ nữ. Đẹp. Trời gì vậy? Gì vậy? Nhìn hai bà muốn ói đẹp chỗ nào? Giống như Hà Bá dưới sông trèo lên mà đẹp. Nè, anh nói chuyện với hai người phụ nữ mà anh để cái tay làm cái gì vậy? Hả? Tôi để cái tay tôi làm sao? Rút tay ra. Trời ơi. À. Bây giờ ông muốn để chỗ nào kệ cha không đi. Chủ yếu là 6 tỷ. 6 tỷ? Ừ, 6 tỷ chị. À. Nè, hồi nãy mày nói trong ông cắt ở đâu vậy? Hồi nãy em thấy anh nhét trong quần anh á. Trong quần hả? Dạ. À. Ủa, sao không thấy? Trời, chị chui vô quần ảnh đi. Tao đập cho mặt mày nha mày. Hay là nãy anh nhậu nhẹt ở đâu anh rớt ở ngoài, mình kiếm ngoài đi chị. Mày xét thử coi. Ê, anh hai, anh hai, anh hai. Gì? Nãy anh vô đi đứng đàng hoàng lắm mà sao giờ tự nhiên anh xòe vậy đâu vậy? Ê, kiến cắn người, à kiến cắn anh hả? Mày không biết. Còn vợ tao nó quýnh tao, giờ tao bị nội thương rồi. Thôi kệ không đi. Mày lo kiếp. Hả? Chị Tư à, nãy giờ em nghĩ là chỗ nào mình cũng xét hết rồi. Ừ. Còn có một chỗ mình chưa có xét. Chỗ nào? Mấy giờ mình qua, mình giúp anh hai mình khám thương cho ảnh đi chị Tư. Ừ. Cái gì vậy? Cái gì? Hai người làm cái gì vậy? Cái gì? Trời đất ơi, tôi đâu phải heo đâu mà khiêng là thập quyết ăn Tết. Ôi trời đất ơi. Trời đất ơi. Nè, cái người đàn bà có tập tạ kia liệu hồn nha. Nè, nói cho anh biết, con Ngọc nó nói với tôi là cái chuyện vợ chồng, chồng tôi trúng số độc đắc, một tờ 2 tỷ, ba tờ là 6 tỷ ha. Mà nó nói trước khi nó đi, trong nhà này có ba người thôi, đó là anh, nó và chồng tôi. Mà bây giờ tôi kiếm trong người chồng tôi không thấy một tờ giấy số nào hết, thì tại sao nó là như vậy? Chốt cuộc tôi suy nghĩ chỉ có anh. Nè, nói cho biết nha, nói cái gì phải có chứng cớ nha. Vu khống người ta cái tội ăn cắp, tôi thưa ra tòa ở tù mọt không à. Anh nói cái gì? Thưa chị Tư à, em thấy anh hai nói vậy là có lý đó. Ừ. Cái gì cũng vậy, nói có sách mách nó phải có chứng, ra tòa mình mới bắt tội người ta được. Chị hiểu không? Đúng rồi, ông bà người ta nói cái câu đó là đúng rồi đó. Nó có sách mách có chứng á. Bởi vậy em nói chị Tư nghe. Sao? Bây giờ mình phải xét thôi. Thà mít lòng trước được làm sao chị Tư à. Như vậy anh lết đi đâu vậy? Anh lết lại vô đây đi. Lết xa quá người ta không có lấy được hình cái bản mặt gian xảo của anh đâu. Lết vô đây. Lết vô chỗ cũ. Con Ngọc tôi nói đúng. Tôi nghi anh lắm. Nghi gì? Tôi phải xét thôi. Nam nữ thọ thọ bất tương thân nha. Ha? Tôi là qua đã có chủ rồi nha. Từ à, chị cứ nhào vô à. Dẫu gì chị cũng là gái đã có chồng, chị nhào vô vậy người ta quánh tiết hạnh chị là đúng rồi. Ảnh nói đó, nam nữ thọ thọ bất tương thân đúng không anh hai? Ờ. Vậy em được không? Gì mày? Nè, mày dừng lại nha. Hai người này tính xâm hại tập thể tôi phải không? Gì? Anh hai, tôi thưa đó nha. Anh thưa cái gì? Tôi thưa ra tà đó, tôi có luật sư Nhật Bổn mà. Anh hai. Ngọc. Dạ. Mày làm cái gì mà ông rên dữ vậy? Em
em mới có khởi động thôi à. Chắc tại anh nhạy cảm đó. Trời ơi. Chị Tân, chị làm gì vậy? My, heo My. Chị Tân, ông nắm giò ta. Ông nhổ lòng chân táo. Chị Tân, chị Tân. Trời ơi, anh tự nhiên tỉnh dậy rồi. Mấy nghe nè, bây giờ em nói chị nghe nè. Bây giờ chị phải giúp em lột xác ảnh ra, kiếm cho được, bằng được 3 tỷ giấy số cho em. Dám đụng thân thể tao không? Trời ơi, dám, dám, dám. Trời ơi, 3 tỷ của em. 6 tỷ này chị, 6 tỷ này chị. 6 tỷ, dạ. 6 tỷ là đâu vậy ta? Nè, ông lượm ở đâu ra cái bộ đồ thi gớm vậy? Chị Tư, tôi muốn mặc bộ đồ này lắm hả? Không phải đâu. Dạ, em là em thích màu mè lắm đó. Dạ, kim cò là em thích lắm, em còn chưa dám bận bộ đồ đó nữa. Mày công nhận nha, anh gan dễ sợ luôn á anh hai. Mày đừng có ghẹo tao nha mày. Con vợ tao nó đuổi tao ra khỏi nhà, nó đưa con bộ mà bị lộn bộ, mày ăn vừa đầu rồi đó. Khi nào anh không bận nữa cho em nha. Con bộ này biết tao đi ngang xào phơi đồ. Là bộ tập yoga của nó, tao hốt, tao mặc để tối tao ngủ, mày biết chưa? À, chị Tư, thôi bây giờ ông muốn bận gì kệ không? Chị Tư, anh biết. Bữa nay nó mới lòi mặt chuột ra nha. Anh là một người bạn nhậu của chồng tôi mà anh tham lam, anh dám phục rượu ảnh. Anh ăn cắp 3 tờ giấy số 6 tỷ. Không có, tôi mượn vốn làm ăn thôi. Chị Tư, thôi. Bây giờ mình kêu anh, mình kêu ảnh vậy để mình là lãnh tiền đi. Còn dạ. Cái ông chồng này nữa. Phụ chị chở. Đỡ lên. Dạ, dạ. Dạ, 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 em Tư ơi. Ốm mà nặng như em Tư. Trời ơi. Trời ơi. Cái gì vậy? Vậy? Trời ơi, hai người đẹp đỡ quá mà. Anh Tư tỉnh vậy. Ôi, bớ anh Tư. Ê, tỉnh gì chưa? Em Ngọc đẹp. Ai cho mày về? Con nghe là tao biết mày về. Ai cho mày về? Tôi không về làm sao là giành được cái tài sản của ông chứ. Hả? À, sao? Tôi nói cho ông biết. Có giấy số rồi. Kể từ ngày hôm nay, trong nhà này tôi là trùm. Ông mà uống một giọt rượu đó hả? Thì tết ai à? Nè. Anh có cần đi chơi. Đi chơi. Ôi trời ơi. Ủa sao cái thế này nó giống mình đã gặp ở đâu rồi trời? Vợ anh mới dạy cho tôi đó. Hả? Vậy là con quỷ vợ mình nó có học trò đó. Sớm này thế nào cũng có nạn nhân như ta thôi. Anh đừng cam ra nữa. Đi ra khỏi nhà tôi ngay. Tôi không muốn nhìn thấy bản mặt của anh. Thì tôi ở đây làm chi nữa? Đi. 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 Anh cứ đi đi. Được. Hãy. Được gì? Ngọc. Dạ. Yeah. Mày làm ơn mày lấy tài sản tao bển giùm đi. Lết qua mà lấy cái tài sản của anh. Cái con người gian trá, lừa thầy phản bạn. Con người của anh, tôi nói thiệt với anh á, bây giờ không có ai được sai tôi hết á, ngoài trừ chị Tư. Chị Tư nè, chị Tư 2 tỷ nè chị Tư. Trời ơi. Đồ cái thứ. Cái thứ thấy người sang mắt hoàng làm họ. Cái thứ của mày là cái thứ. Anh nói thứ gì anh hai? Anh nói thứ gì? Thứ gì? Mày muốn hỏi hả? Thứ gì? Cái thứ của mày dù ước mơ cho lắm thì không bao giờ mày nhả được cặp ngọc ở đâu. Tôi có nhả được cặp ngọc không? Đồ đến phiên anh cho mà phải là do chị Tư cho. Ba tỷ nha chị Tư. Đừng có hòng. Ăn ở bất nhân sắc đức, nó sẽ toàn ten trên người mày suốt đời. Mày là một con quỷ nhiều chuyện. Đáng lẽ mày để cho tao lấy 3 tỷ giấy số, tao lấy 6 tỷ đi. Tao có thể chia mày là 3 tỷ, mày biết chưa, đồ con ngu. Anh nói tôi nhiều chuyện hả? Chứ còn gì nữa. Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Bây giờ tôi mới nhiều chuyện nè. Chị hai. Trời ơi, 30 Tết mà chồng chị ăn cắp của người ta 60 tỷ nè. Chị hai. Ê con ngựa vé lộn. Chị hai, tao lấy có 6 tỷ nha mà. 60 tỷ. Nói, mấy chục tỷ là sao? Cái gì? Lâu nó mới nhậu một lần. Mà mày đưa ba cái cherry ra làm chi, sao có mà mày nhậu cherry vậy? Trời ơi chị ơi, chị xỉn rồi. Xỉn gì, lâu phụ nữ phải nhậu cho phục vụ mấy gia chồng. Để mấy gia chồng mới biết được á. Trời đất ơi, chồng tôi đây sao? Dạ chồng chị đó chị. Thấy cái muốn tỉnh rượu luôn rồi. Ông thấy hình ảnh của ông chưa? Bà đàn bà mà cũng uống rượu hả? Tôi uống cho ông nhìn thấy cái hình ảnh mà ông uống đó. Rồi tôi phục vụ ông bao nhiêu năm nay,
Tại sao ông lấy cái bộ đồ tập yoga của tôi mặc tới gớm vậy? Bà cho tôi có một bộ tôi đi ra đường, không để tôi mặc bộ đó cho hôi hám, tôi phải có bộ thai chứ. Trời đất ơi, chồng con mà đang nhậu mày đưa con vô chi vậy? Đi vô đi nghe. Tôi đang nói gì vậy? Gì vậy? Vô cho nó ai vô gì? Tôi không có nhậu nhẹt có xỉn vậy trơn á, kêu tôi qua đây làm cái giống gì đây? Dạ dạ. Tại dạ, sao dạ. Xuất hiện đây? Trời ơi chị hai ơi, chồng chị ăn cắp của người ta 60 tỷ thế chị. Cái gì? Dạ. Quỳ xuống. Cái gì vậy hai? Tôi dạy anh làm sao? Hồi tôi mới lấy anh về tôi nói rồi, dạy con từ tở còn tơ, dạy chồng từ tở tơ hơn mới về. Lúc đêm động phòng tôi lột đồ ông ra, tôi quánh một trận linh đình rồi. Ông chưa sợ tôi thả ai? Tại sao bây giờ trời ơi nghèo cho rạch sạch rách cho thơm? Tại sao anh đi ăn cắp giặt vậy? Ăn cắp 6 tỷ mà giặt cái gì? Cái gì? 6 tỷ? Dạ 6 tỷ. 6 tỷ? Ờ. Anh cắp được không? Không, nó lấy đâu rồi. Sao ngu vậy? Trời đất ơi, đi ăn cắp 6 tỷ để cho tôi bắt được Văn Dũng không? Trời ơi. Bởi vì mình kìm hãm thú tính lại. Mùng 3 mình quýnh tiếp chứ bây giờ đầu năm đầu tháng mà hai chị đánh ảnh vậy rồi sao ảnh ăn Tết? Quýnh cho bỏ tật ăn cắp. Dạ yeah. Được rồi nghe lời mày, tạm tha cho ông đó. Quýnh cho bỏ tật nhậu, ngồi vậy. Ngồi vậy đi. Bỏ rượu, nhất định bỏ rượu. Bây giờ con vợ nó học võ rồi, tôi bỏ rượu. Nghe đó. Chào con đi về. Dạ, rồi. Nhân dịp năm mới, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã ủng hộ kênh YouTube của Thiên Nga. Trung tâm Thiên Nga sẽ mang đến cho quý vị những chương trình với nội dung phong phú hơn trong năm mới. Xin cho chúng tôi biết những sở thích chương trình giải trí mà quý vị muốn xem bằng cách comment dưới mỗi video. Xin đừng quên nhấn nút đăng ký subscribe. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Chị Năm hả? Chính nè. À, trời ơi, cái vụ bữa nhờ chị sao rồi? Kiếm dùm cái nhà ngoại cảm thì tới coi dùm cái nhà tôi sao nó bị cái gì giống như là ám hay sao không có ai lui tới, bạn bè xa lánh, tình yêu thì cô quạnh đó nhớ không? Là sao? Trời ơi sao hứa hoài vậy chị? Ráng giúp dùm tôi đi nha, tôi cần lắm. Có gì gọi tôi nha. À, rồi, cảm ơn. Trên đường đi lễ xuân đầu năm, qua một năm ruột rỗi cả nùi. Trời ơi, thằng cha tư đa tình này đó, hàng xóm đó mà ngày nào cũng hát cái ba cái nhạc đâm ban của nhà mình nhức đầu đang rối rồi cứ hát gì hoài à. Xuân đến mang cho một niềm riêng, đất mẹ máu bình yên. Trời đất ơi, mày hát gì mà hát tầm bậy vậy hả? Hát gì mà hát hoài vậy? Im đi, không hát nữa. Hát nữa đi tớ lỡ ngày kia sống nó càng rồi đã nó mòn từ 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 từ. Trời ơi hát cái gì kỳ vậy? Mày ngồi mà bước qua đây, bước đây nói chuyện tao nè. Đồ già suy mưng. Chữ ai già suy mưng? Tao có miệng tao hát kệ người ta. Sao vô duyên vậy? Tôi hát bên nhà tôi bộ hát nhà ông hả? Trời ơi, tôi đang có chuyện tôi rối não lắm rồi, hiểu cái chưa? Cái chuyện ông có chuyện là chuyện của ông. Hàng xóm láng giềng có ai chơi với ông đâu. Tôi cũng đâu có chơi. Ông có chuyện gì kệ ông. Nè, vô diêm. Có chuyện gì thì không cần biết. Nhưng mà mày hát từ đó, mày mua cái nhà karaoke về mày hát giọng ở đây hả? Không để ai ngủ nghe vậy trơn á. Bởi tao nói mày nhiều chuyện quá. Nếu mày không thích mày đóng cửa lại. Gì? Mày đừng nghe. Mày lấy bông gòm mày nhét lỗ tai lại. Mày đừng nghe. Người ta hát đó là chuyện của người ta. Sao mày lãng xẹt vậy trời. Lãng cái gì? Cái gì mà hát nhạc đàng hoàng á, không nói hát ba cái nhạc gì tào lao. Bây giờ nè, nhạc đó mà tào lao sao? Nhạc tào lao bao nhiêu năm trời người ta vẫn nghe mà tào lao.
Nhưng mà bây giờ xã hội tiến bộ rồi phải không? Mày phải hát cập nhật mỗi ngày, phải hát những cái nhạc mới bây giờ, thịnh hành bây giờ, hiểu chưa? Nè, mày lớn tuổi rồi, mày phải hát những cái nhạc cho mình thấy mình trẻ trung lại, hiểu không? Cái tâm hồn mình nó trẻ lại. Hát ba cái nhạc thì buồn thảm gì cũng hát. Tôi không tân tiến nha anh. Anh làm ơn cho tôi vài bài được không? Cái đề tài mày thách tao nha. À. Nhạc bây giờ hát một cái là hiểu liền. Hay. Thấy chưa? Nghe là thuộc liền. À, hát thử coi. Mày nghe bài này nè. À. Tình mình như cái ly bể, tình mình vung vơ thế sao? Đập vào tim anh thật đau, đập vào tim em thật đau, đau quá, đau ơi là đau. Áu! Hát cái hiểu liền. Mày hát gì? Khó hiểu, suy nghĩ động não, nhức nhuỗn não, hiểu chưa? Cái hiểu hay không á thì về nhạc thì tôi chưa nói, cái động tác của anh là tôi hiểu rồi đó. Gì? Anh đang luyến tiếc lắm đúng không? Luyến tiếc cái gì? Đụng vô mà đâu còn gì. Tào lao ba cái nhạc gì, tình mình như cái ly bể. Tào lao, cái ly đó là quánh vô mặt mày cũng đau nữa chứ đừng nói. Hát vậy mà cũng hát những cái bài hát tình cảm, hát ra người ta nghe trời ơi, hình tượng nó đẹp, thật đẹp. Tình cảm cái gì? À, đây, tình cảm đây, nghe tiếp nha. Có luôn hả? Còn ngắn gọn hơn nữa. Hát đi. À, khi đôi ta hết yêu nhau, trả quà cho anh. Khi đôi ta hết yêu nhau, trả quà cho anh. Khi đôi ta hết yêu... Này cập nhật tin tức cũng lẹ thiệt á. Mới về đây mới thấy trên mạng đây, giờ nằm đây rồi. Khi sao? Đôi ta hết yêu nhau, trả quà cho anh rồi. Trời ơi, nhục nhã gì mà mày cũng làm được hả? Cái gì nhục? Mày đòi quà lại mà mày nhục nhã mày cũng làm được. Hát vậy mà hát, phải hát như đây nè. À, hát mà tâm hồn nó phải lắng động trở lại. Khi người ta nghe từng câu từng chữ người ta thấm rồi người ta mới thấy đã. Nói không à, ha? Không có thấy. Đây, nghe. Mời bạn nghe nha. Quê hương dân tộc thôi. Anh đứng bên đây sông chờ trong mù u chưa chín. Em đứng bên kia sông chờ trong mù u nó chín chưa. Mù là mù ăn mây, mày ăn chưa chứ tao ăn rồi. Mày hát tào lao. Hả? Tao mà không chuẩn đúng lúc mày giết. Mày giết hết trời đất nhà. Hả? Mày ăn cái gì hả? Lộn. Tào lao. Tao lộn. Lộn con khỉ. Ăn gì kệ mẹ tao. Mày vô duyên à. Ta chỉ hát là mày ăn chưa chứ tao ăn rồi. Nhưng mà đó vẫn là âm nhạc, thấy chưa? Thôi tao không nói vụ âm nhạc nữa. Thôi hả? Nè. Gì? Mày nữa nha. Mày nói mày là bạn tốt, sáng láng giềng tốt phải không? Mày đi ra mày chợ, mày ra rêu ra, mày nói tao là nào là cái gì cái đó bủng xỉn, sống ích kỷ hả? Nè tao chưa nói nha. Cái ngày tất niên của bà nhà mà năm mới tổ chức á, mày lén mày bỏ thuốc sổ vô ly bia của tao, làm tối 23 đưa ông táo thì tao đưa đâu có được. Băng phổ bông cả đêm luôn. Ủa vậy hả? Chứ còn gì nữa. Ủa hèn gì tao thấy điện nhà mày sáng trưng mà không thấy mày đi qua đi lại mà nghe toàn tiếng pháo không? Mày còn nói nè. Ăn Tết sớm quá vậy con. Trời ơi trời. Cái đó là tại mày. Mày ăn ở sao tao ghét tao mới bỏ thuốc sổ vô bia mày. Nè còn nói nữa. Tao mới nói hồi nãy ha. Vậy? Mày á, mày đi mày rêu rao mày nói tao bụng xỉn chứ hỏi kỹ hả? Bụng xỉn cái gì nữa? Bụng xỉn gì? Con hàng xóm có ai nhờ được mày gì không? À, cái cây rụng cái lá qua nhà, tao biểu mày chặt cái nhánh cây đi. Mày cũng sợ, mày nói ủa cây của tôi nó xà qua thì chịu khó lụm lá đi. Mày sống vậy mày sống với dế chứ mày sống với ai? Chưa hết nữa nha. Vậy? Mày còn đi rêu ra mà nói tao già, mày vô duyên tới giờ này không có vợ ha? Ha? Ở dơ cho nên không có gái nào theo, có không? Cái đó tao không có nói nha. Cái nói? À, tao chỉ đồn thôi chứ tao không có nói. Tao đồn cho người khác nói. Ôi hàng xóm mày thôi nha. Không phải, tao không có đồn. Tao không có đồn bằng miệng. Tao viết giấy, tao gửi qua nhà khác. Mày đánh quá ha. Chứ ăn ở không làm gì quẩn mà. Nhưng mà nói nghe nè, cái chuyện đó có chứ không phải là không. Tao sao? Hỏi mày nè. Ở gần xóm mà tao thấy rõ ràng. Cái bộ đồ mày mặc tuần lễ mày không giặt. 7 ngày mày mặc có một màu một. Mày mặc sặc sỡ quá, tao để ý tao thấy liền. Thấy không? Ước mơ của mày là tao biết rồi. Mày ước mơ thành con cú đúng không? Tào lao.
ước mơ là mình phải thành con công con phụng mới đẹp. Tôi nhớ ước mơ là con cú. Thì đó, ước mơ ở giờ mới thành con cú đó. Tao không có giỡn với mày, tao ở giờ nào. Giỡn gì? Hả? Đó, vậy cho mày mua xà bông về làm gì? Mỗi lần giặt đồ thì mày nói là thao xà bông. Đó, đó thấy không? Còn bụng xỉn hay không ở chuyện này mày biết nè. Bạn gái tới nhà, đó, mày mời nước, mày sợ là hao nước. Hao nước. Ở đó đúng không? À. Thì bụng xỉn là đúng rồi. Chưa đâu, bà con còn đồn ghê lắm. Đồn gì? Bà con còn đồn mày hả? Không có vợ tại vì mày là bán xà bông. Bán xà bông là gì? Là bóng xà bang đó. Nè, mày giải thích cho rõ ràng nha mày. Bóng xà bang là sao? Mày bóng xà bang là mày bê đê đó. Sao cái mặt mày cũng không hiểu hả? Chưa hiểu lắm. Bê đê đó, tiếng Tàu người ta kêu là nã duyền, tiếng Thái người ta gọi là cà thơi, tiếng Anh người ta kêu là gay. Đó, ở ngoài Bắc gọi là đồng cô, đó, ngoài trong Nam gọi là bóng, đó, mà tiếng Trung gọi là lẹo cái. Đó. Thôi, đứng nói sao lẹo cái nào mày? Mày không lẹo cái sao mày không có vợ? Mày đừng có nói tao ha. Sao? Mày nhìn lại mày đi. Giờ này mày cũng đâu có ai đâu ha. Mày đặt. Xin lỗi mày, tao không có vợ là tại tao sống theo di chúc của má ta, theo lời dặn của mẹ ta. Dặn gì? Trời, mẹ ta dặn trước khi chết, mẹ ta nói rồi: con ơi, không có mẹ bên cạnh, con đang tuổi lớn, nhớ giữ trinh tiết. Thì gớm. Vậy là tao ở vậy luôn. Chưa có bà mẹ nào mà nói con mình phải ở giá cho mày, đừng có tào lao mày ơi. Nói mày nói cũng phải. Đó sao mà tự nhiên tao cảm thấy nó lạ lạ. Rồi trước khi ba tao qua đời, tao cũng hỏi ba tao. Nó hồi đó lúc đó có ba ngồi bên cạnh, mà sao mẹ dặn con kỳ cục, tới giờ này con không dám lấy vợ. Ông nói dặn cái gì? Nói là con nhớ giữ trinh tiết. Ông nói ờ đúng rồi, mới tự tới chữ giữ trinh tiết là mày chạy mất tiêu rồi. Còn ba chữ sau nữa là vài năm thôi. À, thiếu có ba chữ thôi mà ở giá tới giờ. Đó cho mày hai, nhưng mà tao nói mày nghe, bây giờ cũng đâu có muộn gì đâu, hiểu chưa? Mày vẫn tiếp tục kiếm lập gia đình được mà. Ôi mày cùng tuổi với tao mà, hai đứa mình biết rồi, giờ nó quéo cò mẹ hết rồi, lấy về chi nữa. Còn lâu mày quéo tao không quéo mày. Chưa chắc hả mày. Thôi nói chuyện mày mệt, tao về tao chuẩn bị gói bánh tét mai cũng. Ồ cái thứ, nhìn là biết ế chảy nước rồi. YouTube ha, YouTube. Thôi cái gì mày? Tao nhiều chuyện ở cạnh nhà hàng xóm nhức đầu. Alo. Hả? Chị Năm ơi, sao rồi chị Năm? Cái gì? À có rồi hả? Hay quá. Chị nào tới. Tôi xíu đó hả? À dạ. Cảm ơn. Khổ lắm. Từ hồi mẹ còn á thì hàng xóm lui tới thường xuyên thăm viếng, từ hồi bà mất á tự nhiên biến hết trơn, không còn ai hết trơn. Cũng tại mình nữa. Chắc là do kinh tế nó xuống, làm ăn không được, cho nên là bạn bè từ từ nó xa lánh. Mà phải chi mình đâu, có nhiều người ta làm ăn được lắm chứ. À, bà Ngọc Quang bán hột xoàn nè, lần bán cái bụm vậy đó, người ta tới thấy hột chút xíu à, nó trầm trồ khen ngợi trả giá cả mấy chục ngàn, trong khi hột tôi bị lớn nha. À, không, nhìn cái chê nó sượng hột mít. Khổ lắm, bây giờ cái kiểu này chắc sang năm là phải mới là phải đổi buôn bán hột é thôi, chứ hột mít buôn bán kiểu này có ngày dân chúng là than phiền chết luôn à. Ăn mít hoài đâu có tốt. Kẹt. Hello. Ủa? Chào con. Nghe đồn ở đây đang cần người phong thủy. Ta được sự giới thiệu của bà Năm Trang đây để xem đây. Wow. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ. Con chào thầy. Xin lỗi anh, tôi không dạy anh một ngày nào. Ông bà ta có câu: một chữ cũng thầy, hai chữ cũng thầy. Tôi chưa dạy anh chữ nào thầy mẹ gì. Dạ. Con chào cô. Mắt mày mù à? Cô thì ít nhất nó phải có ít hoa trên người chứ. Người ta gọi là nhũ hoa, mày hiểu không? Từ trên xuống dưới như cái sân bay thế này thì cô làm sao? À, vậy thì con xin
chào ấy à. Xin lỗi anh, tôi được sinh ra từ một gia đình, từ một gia tộc, từ một ngôi nhà có cha sinh mẹ đẻ. Thế người ấy thì phải có tên, có tuổi, tại sao lại gọi là ấy? Ấy là khi nào người ta đau bụng, người ta đi vào trong chỗ kín đáo, người ta gọi là đi ấy. Thế không nhé, mỗi lần người ta vào đấy, người ta lại gọi tên tôi à? Ờ vậy thưa, con phải xưng hô sao cho nó đúng đây? Cứ gọi là cậu đi. Dạ, con chào cậu. Cậu chào con. Dạ, cậu. Thế ơi, con đã chuẩn bị hết chưa và cần xem những gì? Dạ, nhà con lúc này sao ít người lui tới, tình duyên thì cô đơn hiu quạnh quá. Nhờ thầy cô giùm coi nhà con có bị ái ám không vậy? Không những nhà anh bị ám mà cả anh cũng bị ám nữa đấy. Để thầy xem hết cho. Chuẩn bị đồ lễ hết chưa? Đồ dạ. Cúng đâu? Dạ, cô chuẩn bị xong chưa? Mang rồi. Ra đây. Dạ vâng. Đây, lễ vật cúng đầy đủ hoành tráng. Coming up. Đầy đủ hoành tráng là tốt rồi. Dạ. Mở ra đi cho ta làm pháp sự. Thôi mày ăn, mày ăn nó hết đi. Mẹ tinh sư mày, mày cúng thánh thần, mày cúng một quả chuối này á. À. Mày bốn chỉ nó cũng vừa phải thôi chứ. Cậu ơi, cúng nguyên nãy nó chín cùng một lúc ăn sao hết. Cúng cái nào ăn cái đó thôi. Thế mà người ta không đồn là lạ đấy. Thế mày còn hương đâu? Dạ đây, đầy đủ. Có mỗi một cây thế à? Dạ vâng, đốt nhiều quá khói bị dị ứng. Rồi. Này. Dạ. Thôi mày tự thắp đi, mẹ ta thắp tao nhục lắm. Từ xưa giờ thắp toàn 3 cây. Hôm nay gặp thằng này thì thôi 1 cây. Dạ. Thế hôm nay mày khấn đi để thầy kêu người về thử xem nào. Dạ. Oh no. Cái gì đâu? No. Về đông lắm, mày khấn sao mà về đông lắm? Hay quá. Về chật hết cả sân mà đi hết rồi. Ủa sao vậy? Nó bảo vào đây ăn một quả chuối thì có chó gì mà ăn, đi hết rồi. Bây giờ sao cậu? Thế thôi, thần thánh là không về rồi đấy, mày kỳ khấn dòng họ mày đi. Dòng họ mày đôi khi người ta thương thương nể nể mày còn có người về, chứ thần thánh là sợ mày chạy mặt hết rồi. Dạ. Oh yeah. Ghê vậy mày? Sao có oh yeah trong này nữa? Có một vong nữ sắp về. Mà tao ép quá, tao phải ép mới chịu vào, nhất định không vào, kinh chưa? Mày ăn ở thế nào mà nữ còn phải chạy? Dạ ép được không? Oh yeah. Come on baby, oh yeah. Sao cậu? Có vào không? Vô rồi. Dạ ai đây? Mẹ mày. Cái gì vậy? Cái gì cậu chửi con? Ồ, mẹ con đây nè con. Mẹ là mẹ của con. Phải không? Con khỏe không? Con thấy giọng lạ vậy? Mẹ mày mà mày không nhận ra hả thằng mất dạy? Hả? Tao giả gãi răng với mày hả? Mày nói chuyện mẹ mày, mày hả hả mày? Sao con hả với mẹ vậy con? Tôi nhìn thấy lạ. Thôi được. Mẹ, tại vì mẹ mượn xác của cậu này mẹ vô thôi nên con không nhận ra mẹ. Nhưng khi mẹ nói chắc chắn con sẽ nhận ra mẹ. Bởi chuyện này chỉ có mẹ và con biết thôi. Dạ chuyện gì? Con hay cúng chuối xanh cho mẹ ăn hàng tháng đúng không? Wow. Dạ đúng vậy. Ừ, bà nội cha mày tại sao chuối chín mày không cúng? Mày cúng chuối xanh, mỗi lần mày cúng chuối xanh là tao phải chạy sáng nhà, sáng cửa. Ủa sao vậy mẹ? Chạy phải đi kiếm bánh tráng, thịt heo, rau sống, chấm mắm nêm. Chứ chuối xanh ăn giọng cung mẹ gì được mày.
tội nghiệp quá. Mà con thấy đó, người ta đốt là đốt nhà, đốt cửa, đốt vàng, đốt tiền, chứ đâu có ai đốt mắm nêm rau sống đâu. Mùa cái đó dưới đó căng lắm con ơi. Còn thiệt, chưa hết đâu. Khổ, thiệt là khổ. Còn cái gì nữa? Con nữa. Dạ. Mẹ nói cho con nghe, sở dĩ nhà này không có ai lui tới là tại cái tính bụng xỉn và sống tự kỷ của con. Mày sống hàng xóm không ai ưa thì ai tới với mày? Hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau, con không biết người ta, người ta đâu cần biết tới con, hiểu không? Ông bà mình có câu bà con xa không bằng láng giềng gần. Tại sao có một người đẹp trai như thằng Tư bên kia tính tình hiền hậu, sao mày không chơi với nó? Thằng Tư là Tư cà chớn, không có đàng hoàng đâu. Cà chớn quýnh chết mẹ mày chứ cà chớn. Mẹ nghe mẹ tức quá, mẹ muốn đánh con luôn à. Mẹ nói mà con dám cãi lại mẹ, nó dễ thương lắm đó. Nó hát khùng khùng vậy chứ dễ thương lắm đó con. Dễ thương chỗ nào? Phan Phan. Alo. Tư Tình nè. Lấy bánh tét hả? Tối nay vớt đem qua cho. Trăm đòn phải không? Rồi. Mới 29 mà lo gì? Ngày mới còn 30, chưa 30 cúng được rồi. Mẹ nè con. Mẹ cái đầu mày thằng Tư. Tao thấy mày gãi tao nghi rồi. Mày chuyên môn gãi chỗ này, đúng không? Mày nghĩ sao vậy? Mày giả, mày để ô kiếm, mày đổ tóc giả, mày ăn mặc không giống ai, mày vô, mày chửi tao, ha? Bạn bè gì kiểu kỳ cục vậy, ha? Qua tao chửi mày là đúng rồi. Chửi gì? Không thôi để mày tốn tiền, mà mày còn mang nhục nữa. Nhục gì? Tự nhiên mày kêu thầy phong thủy về làm chi? Hả, mày kêu thầy phong thủy về á? Mấy ông mà gặp mấy ông đàng hoàng không nói gì, gặp cái thứ lường gạt là mày tốn tiền, thấy chưa? Còn mày qua, tại sao tao sợ mày nhục? Sợ mày nhục là chưa có ai cúng mà gì khốn nạn như mày. Mày coi mày cúng à, nửa cây nhang, cây đàn cày. Ủa, nửa cây đàn cày, cây nhang, trái chuối. Mày cúng ai ăn? Thứ gì? Chuyện của tao mày, không cần mày xía vô. Tao qua tao mới nói với mày á. Tao giả mẹ mày để tao nói chuyện đó với mày á. Không có ai ám mày hết trơn á. Mày tự ám mày thôi. Có người mày, mày không biết à, mày không biết giao du với mọi người thì ai dám giao du với mày? Cuộc đời mày á, sẽ chết trong cô độc. Thứ mày vậy, thiệt. Kệ tao. Ê, bạn bè, ở kế bên xóm. Mày đau bụng, mày bắn pháo bông cả đêm. À, mày cũng không dám kêu ai. Mày tiết kiệm, mày cũng đâu có mua thuốc đâu. Tao thấy tội nghiệp, tao đem bịch thuốc. Bữa đó mày có uống bịch thuốc trên bàn không? Có. Bà nội mày của tao đưa đó. Tao nói cho mày nghe, không phải tao bỏ thuốc sổ vô bia cho mày uống đâu. Bữa đó là ăn tất niên ở nhà bà Năm ha. Rồi bữa đó bà nấu chè làm sao á, rồi ăn cả xóm bị hết. Tao cũng bị mà. Nhưng tao bắn ít hơn mày. Còn mày thì lúc nào cũng rình rạch tao hết trơn á. Rình rạch gì? Mày nói đúng mà. Mày ra chợ mày nói tao á. Cái đặc điểm tao là gì mày nhớ không vậy? Ủa thì cái đó đâu cần người trong nhà mới biết. Tại mày cứ tiết kiệm. Mày sợ tắm ở trong nhà mày tốn đèn, tốn điện. Đó, mày ra hàng rào mày tắm hoài tao thấy thôi. Tao thấy tao mới phe người ta thôi. Mày phe gì? Đâu có, phe nhẹ nhẹ thôi à. Phe gì? Cho nó từ xưa giờ một cốc nó biết nổi ghê. Nó nổi trên cái núi đằng sau khe nước của mày. Ở đâu? Ở trên cái mông mày đó. Mày im ra mày. Tao cấm mày đi nói rêu rao nữa. Thôi đơn giản này thôi nha. Mày có chơi với tao không chơi gì cũng vậy. Tao chỉ nói mày một cái điều là tao đuổi ông thầy gì của mày về rồi. Thằng cha đó lường gạt hết cả cái xóm này rồi. Tao qua tao giúp mày thôi. Còn tin hay không là chuyện của mày. Chơi với hàng xóm hay không đó là chuyện của mày. Sau này mày cô độc kệ mẹ mày nha. Tao đi về. Đứng đây. Mày làm gì? Mày ngon quýnh đi. Ngon quýnh đi, tết nhất chơi luôn rồi mày. Mày cho không? Tao nói mày hai câu thôi. Nói đi. Tha lỗi cho em đi anh tao. Cho ôm mấy coi. Trời ơi, con bán xà bông. Mày bóng thiệt rồi đó. Giỡn chơi thôi à. Mày đừng nói cái gu của mày là tao nha. Mày chết liền nữa. Không, tao nói thiệt, tao khuyên mày câu vậy thôi nha. Thôi cảm ơn bà nha. Bà con láng giềng á phải sống đàng hoàng. Rồi, ta thương. Hiểu rồi, nhờ được. Anh nói bữa nay tôi mới sáng mắt ra. Mấy gà của mày tao nhốt ở nhà tao á. Chứ còn gì nữa? Đúng rồi, mày không có đóng chuồng, đóng gì á. Mày để ở ngoài, tết nhất mấy đứa đi ăn cắp á. Hèn gì, tôi tưởng là bị ăn trộm rồi đó chứ. Tào lao. Ở bên cạnh mày, mặc dù tao không làm gì cho mày, nhưng mà tao lo mấy cái việc lặt vặt vậy được rồi. Thôi nha. Vậy là tao vui rồi đó. Bữa nay tự nhiên tao vui vẻ sợ tao muốn hát.
Xăng xăng ai xăng đá về. Thôi dậy đi. Hát hoài. Bây giờ Tết. Bây giờ chúc bà con cô bác một câu đây. Chúc à? Ừ. À, bây giờ tất cảnh sinh tình nói luôn phải không? Nói luôn. À, coi như là xuất khẩu thành thơ. À, chúc bà con hàng xóm đi. À, mừng xuân Giáp Ngọ, kính chúc trăm họ mọi việc an khang, sung sướng giàu sang, tiền vô chi nước, sức khỏe dồi dào, công toại thành danh. Chúc mày mừng. Đọc tào lao, mày phải theo thơ của tao mới đúng. Mày ví dụ đi. Tiền vô như nước, già thì hưởng phước, trẻ đẹp long lanh, công thoại danh thành. Chúc mừng năm mới. Happy New Year. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Thôi vậy này. Tầm mấy tầm ba. Thì me chua lè vậy ta là. Happy New Year. Happy New Year. Trời ơi, chúc mừng mày. Năm nay là năm của mày đó. Làm gì vậy? Mày già mà mày ngựa quá. Tròn vòng tay có phải vì tâm tư dấu kiên trang tư còn đây nên những khi mưa nửa đêm làm sao xưa giấc ngủ chưa đến tìm. Thôi nhé, nghe anh lại trả lại cho tôi kỷ niệm ngày xưa. Dòng u buồn trên nẻo trần gian ta đã mất nhau rồi làm sao mà mất được. Đến với anh hỡi, ta say đắm bên nhau chua chua, rồi mai người đi xa, còn lại gì trong ta? Đến với anh hỡi người chua chua chua, ta say đắm bên nhau, hey! Rồi mai người đi xa, còn tình yêu sẽ bay xa. Phải rồi, đi bán về là chua là phải rồi. Cái gì chua? Chua. Trời, ông nói là chua. Cái đó là cái nhạc điệu bè người ta. Chua, chua chứ không phải là chua quá. Vậy sao tôi nghe gì thu qua, thúi quá, thu quá. Trời ơi, không phải thúi quá mà là chua, chua. À, chua hả? Ừ. Mà ông sao kỳ quá hả? Gì? Cái gì mà la lối ôm sòm hết trơn á trời. Mỗi lần mà ông qua nhà tôi đó hả, là sáng ngày mai á, là tôi bị hàng xóm mắng vốn tôi rồi hả. Kệ người ta, mắng vốn kệ người ta ha. Cái ngày nào mà em không chịu anh á, là anh sẽ qua đây làm phiền em dài dài vậy đó. Thôi đi ông ơi, sao mà ông kỳ cục quá à. Già cả rồi, lớn hết rồi, yêu cái nỗi gì nữa mà yêu. Em nói vậy là xúc phạm anh. Anh già, nhưng mà tâm hồn anh rất là trẻ. Ha. Em. Cái gì? Em hãy nhìn vô mắt anh đi. Trời ơi. Em ra đây. Thôi đi. Anh hãy nhìn vô mắt em nè. Nhìn lại mắt anh đi. Nhìn đi. Trời ơi. Nhìn đi mà. Ôi ma trời đất ơi. Ông có điên không vậy? Cái gì? Có điên không? Bởi ta điên nên người đi. Bởi ta điên nên người mê. Bởi ta điên nên người ta bỏ mặt ta đó. Chị vừa lắm đã không có hơi bày đặt rống là chị chơi giống như con chó cúm vậy hả. Ai bỏ ông á thì ông đi tìm người đó đi, ông qua đây ông kiếm tôi làm gì, mệt ông quá hả.
Cái gì vậy Tám? Biến gì đó. Tám ơi, nghe anh nói nè, Tám ơi. Cái gì? Ra đây, em có vô đó hoài vậy? Ra đây nói chuyện với anh nè. Đi bán về mệt quá, để cho tôi nghỉ ngơi chút. Nghĩ cái gì? Anh qua tới nơi mà nghĩ cái gì nữa? Tám. Vậy. Em có biết là anh yêu em lắm không? Gì? Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều. Bây giờ em đi vừa nói vừa đờn khó quá. Vậy thôi nói đi. Anh yêu em. Ừ. Đến nỗi mà em muốn tất cả vì sao trên trời, anh sẽ đem xuống cho em hết. Trời ơi, thôi ông ơi, sến vừa vừa thôi ông, sến quá vậy. Nè, xin lỗi em nha, sến mới là đẳng cấp, sến mới trường tồn, sến mới đi vô lòng người. Chính vì vậy Thúy Nga mới làm chương trình Nhạc Vàng Muôn Thuở. Phải rồi, sến của người ta là sến đi sâu vào lòng người, còn sến của ông là sến xàm, sến xạo, sến từ trong lòng người đi ra. Từ trong lòng đi ra là sao? Là tôi mắc ói đó. Em muốn ói à? Ừ. Trời ơi. Cái gì vậy? Tám. Gì vậy ông Bảy? Làm gì vậy? Sao em già mà em mắc nết vậy? Sao nói tôi mắc nết là sao? Em lầy gì vậy? Làm gì tôi lầy? Tôi cái gì lầy? Em có chữa hả? Trời ơi. Trời ơi ông nội ơi, hết trứng rồi còn chữa gì trứng? Hết trứng. Hết trứng? Ừ. Tại sao không nói với anh? Gì vậy? Anh đưa trứng thêm cho em bán. Trời ơi. Trời ơi, tôi nói trứng đây là trứng đẻ chữa kìa ông nội ơi. Trời ơi, anh tưởng má học dịch lộn. Em biết không, trên người em á, anh thích nhất là hai thứ. Thôi đi nha, đừng muốn nói tầm bậy nữa nha. Tầm bậy cái gì anh nói thiệt. Hai thứ mà. Gì mà thích? Thứ nhất là cái gì? Là giọng hát của em. Thứ nhì là gì? Là học dịch lộn của em, ngon lắm. Trời ơi, thôi em ơi, nói tầm xàm không à. Để tôi đi bán hộp vịt lộn. Xàm tính... cái gì em ơi, em nghe anh nói nè. Nói cái gì? Hả? Cái gì? Nghe anh nói đi. Trứng sao? Hả? Trời đất ơi. Anh thôi... nói em nghe nè. Nhắc vô hộp vịt lộn mà mới nhớ. Sao? Tại sao thiếu gì hộp em không bán hộp vịt lộn? Theo anh đi, anh sẽ đầu tư cho em một cái ghe thật là hoành tráng, bán hộp xoàn trên sông Chợ Nổi. Trời... Thôi đi ông ơi, vô duyên quá à. Mặt nó xệ rồi mà còn du duyên nữa. Thôi đi, đi về đi. Nè, em đừng có khinh thường anh nha. Gì, em nói mặt xệ chứ gì. Ừ. Rất nhiều phụ nữ cầu xin anh mà anh không thèm đó. Thôi đi, tôi nghĩ là cái ban hộ niệm cầu siêu ông thì có chứ ở đâu mà cầu xin. Nè, nói cho em biết. Gái nào cầu xin ông chỉ rồi. Duyên để yêu anh say đắm. Duyên nào? Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Thiệt là quan tưởng à ngang. Ai chứ tôi rành ông dữ lắm. Gì? Vợ chết đã lâu, phải không? Không? Rồi á là con thì lại ở nước ngoài. Ở không suốt cả ngày để chờ con gửi tiền về nuôi. Vậy mà cũng bày đặt khoe. Nè, em đừng có nói vậy nha, xúc phạm anh nha. Thằng con anh á, nó năn nỉ anh lắm anh mới nhận tiền của nó. Bởi vì sao? Thấy anh là một người cha hoàn hảo, gọi là người cha vĩ đại. Thôi, thì không bao giờ lăng nhăng gái gu. Trời ơi, dữ quá, thôi đi, thôi đi. Tôi không có dám rớ tới ông đâu. Rớ tới ông nổ cái banh xác tôi bây giờ. Nổ cái gì không biết nữa. Để em gì? Ôi, cái gì? Thôi đi mà. Thôi đi về đi. Nói cái gì mà nói. Về cái gì? Sao mỗi lần anh qua đây là em đuổi anh về vậy? À, tôi biết rồi. Chắc lại dính dáng tới cái thằng cha tư ốm như con mắm chứ gì. Cái thằng nó nghèo sơ nghèo xác mà ngày nào nó cũng qua đây nó thăm em đúng không? Hả? Kệ nó, tôi yêu ai mặc kệ tôi. Mắc mớ gì ông mà ông nói. Thôi ông đi về đi ông ơi. Sao em đuổi anh hoài vậy? Đủ anh nói gì? Cho em nghe nè. Anh yêu em ha. Rồi con trai em cũng thích anh nữa. Chúng ta là một gia đình hạnh phúc. Tại sao không tới với nhau? Nè nè nè, nói tới con trai tôi rồi tôi nhắc cho ông nhớ ngang. Gì? Nó vừa mới lớn đó ngang. Ông đừng có dạy hư nó. Rồi đừng có dẫn nó đi mà ăn chơi đàng. Đúng là không có được đâu à nha. Không bao giờ. Nó tự nguyện theo anh chứ anh đâu có ép uống gì nó đâu. Ủa? Em ho hả? Em bị bệnh hả? Sao không nói cho anh biết để anh lo cho em? Hả? Được rồi, cảm ơn anh. Ông đi về đi, về giùm tôi đi mà. Cho anh nói chuyện chút xíu đi. Tôi đi về giùm tôi đi. Trời ơi, đi buôn bán về cho tôi nghỉ ngơi với anh Bảy. Okay.
nghiệp tôi mà. Anh hát nữa đó. Thôi 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 đi về tôi lại anh. Hả? Về giùm tôi đi nha. Đuổi anh thiệt á hả? Bởi vậy mà ta say lộn đông rồi. Ta say cái gì? Trời đất cùng say. Ừ, ông ơi ông điên quá ông ơi. Điên à? Ừ. Tôi chỉ là người điên trên đường em nhìn thấy. Điên. Tôi chỉ là người say. Quá trời điên. Trong vườn hoa tình á. Biết là mệt gì đâu. Cha bảy heo này ăn rồi cứ tới đây hoài. Tên cù rủ con heo nái của tôi hả? Còn lâu. Thiệt với ông, cỡ ông không có cửa cạnh tranh với tôi đâu. Con người chỉ biết đờn hát, không biết lãng mạn. Làm gì mà đứng đứng nói chuyện mình vậy ông Tư? Hả? Làm hết hồn. Gì vậy? Sao đứng nói mình vậy? Vô nhà. Thôi không có dám vô nhà người ta dị nghị. Dạ, rồi sao đứng đó nói một mình vậy? À, thì cũng làm bầm cho vui vậy mà. Dạ hả? Tôi gì? Mỗi lần gặp tôi hay lắp bắp vậy á. Sao mà tôi đâu có ăn thịt ăn cá gì anh đâu mà sao anh lắp bắp vậy hoài vậy? Nếu ăn tôi rồi tôi đâu còn cơ hội nói nữa. Vậy hả? Tôi gì à? Đứng lại. Sao qua đây rồi gặp rồi không nói với tôi câu nào hết trơn rồi đi về là sao? Nè. Cầm ấy. Chị vậy làm gì tặng bông cho tôi? Vía bà. Tặng bà. Tặng tôi. Tặng cầm ấy. Thôi tôi về. Đứng lại đó. Trời đất ơi. Tặng bông xong rồi không nói với tôi câu nào hết trơn vậy sao? Hả? Tôi nè, làm gì vậy? Có cái thơ nè, đọc đi, đừng nói, tốn hơi lắm. Yêu cầu ông Trần Văn Tư trả lại bông trên bàn thiên cho tôi. Lộn. Không đưa tôi. Đây. Đây mới là thơ của tôi. Tôi ngồi tôi làm cả đêm. Có những đêm miệt mài anh không ngủ. Anh âm thầm anh nhìn củ khoai lang. Nhìn khoai lang mà ánh mắt mơ màng. Anh bàng hoàng nhận ra mình rảnh quá. Rảnh thiệt ha. Vậy thôi đó phải không? Không nói với tôi câu nào nữa phải không? Nói cái gì bây giờ? Mà tôi nói bà nghe nè. Bà đừng có nghe lời cha bãi. Nghe không? Nghe lời cái gì? Ông mà như vậy hoài á là tôi đi lấy chồng cho ông coi. Tôi khổ quá mà. Tôi muốn nói nhưng tôi không biết nói sao. Tôi chỉ dặn bà đó là đừng nghe lời cha bãi mập. Cái mặt nó đó là không có hợp với bà rồi. Mặt tôi nè. Hả? Người ta nói thế gian được vợ mất chồng, được cả về đôi thiên lôi nó quánh chết. Bà như vậy, tôi như vậy, nó mới hợp. Chứ còn cha kia không có hợp. Đúng rồi. Mặt cha bảy tuy rằng là chả là mặt chả xệ đó phải không? Chả xệ nhưng mà chả có nhiều cái hay lắm không? Làm gì hay? Ông biết tỏ tình bằng lời ca tiếng nhạc, biết không? Rồi ông không khác gì là một sói ca. Còn ông ném về là sói tráng rồi. Ông có biết ca hát gì không? Biết sao biết? Đâu ông hát thử coi. Em ơi suốt đêm thao thức gì em. Thôi đi ông ơi, thôi dẹp đi. Trời đất ơi. Giờ không còn mặc dù nào. Tôi không biết ca thiệt. Nhưng mà nói thiệt với bà, thấy bà đơn chiếc, tôi lo lắng cho bà thôi. Bệnh hoạn nữa. Mà thằng nhỏ thì cứ đi chơi hoài. Không có ai lo cho bà hết. Tôi muốn qua đây đặng lo lắng cho bà. Biết vậy rồi. Nhưng mà muốn nói gì thì nói đi.
Tôi muốn nói nhưng mà tôi sợ bà không có đồng ý. Tại ban đêm á. Thôi mà. Tôi muốn Tâm ơi. Chết mẹ rồi, cháu Hòa tới rồi. Tới. Ông Bảy ông tới ông ơi. Tâm à. Tự tức mình ghê á. Hồi nãy mới ra trước cửa nè. Sao? Có cái cuộc điện thoại nó gọi tới. Nó kêu ra bưu điện lãnh tiền con gửi về. Rồi có không? Đâu có. Cái thằng nào nó dám mạo danh nó chọc tức tôi đó chứ. Tôi mà biết nó tôi giết nó chết chứ không phải giỡn đâu nha. Thằng nó thiệt tình nè. Có lẽ nó biết sao ta? Rồi sao? Tại sao tôi hử hử thấy mùi mắm đây vậy? Mắm á. Không lẽ thằng Tư Mắm nó có mặt ở đây hả? Không có. Ổng mới qua ổng tặng bông rồi ổng đi về. Cái gì? Có tặng bông rồi Tám hả? Ừ. Tám nhận hả? Thì ổng. Nó mà biết được là tôi nói phải triệt thằng này mới được. Ông. Nè. Gì? Tôi suy nghĩ rồi. Nếu mà Tám cứ từ chối tôi hoài, mà thằng Cá Tư cứ tiếp tục tới đây hoài là không xong. Ông ăn xương. Ông làm gì vậy ông Bảy? Ông làm gì thế ghê vậy? Trời ơi ông Bảy, đúng là tôi sẽ ăn cơm trước kẻ. Hả? Lúc đó gạo nó nấu thành cơm rồi sẽ xong hết. Đừng mẹ có cái kẻ đập đại cho đâu. Ông Bảy ơi, trời ơi. Tới đây với anh, tới đây với anh đi, Tám ơi. Ông đừng có làm. Mày hả? Mày hả? Mày ngon hả mày? Trời ơi, mày Bảy. Ngon hả? Mày ngon hả? Ông Tư. Mày ngon hả? Ngon mày đụng cái bả đi. Quýnh chết mẹ mày à. Thấy chưa? Thấy sói ca chưa? Trời ơi. Nó đi chưa? Đi rồi. Nó đi chưa? Đi rồi. Nó đi rồi. Đứng lên Ly, đứng lên. Không. Nãy trong cơn ghen người ta có thể dữ dằn, mạnh bạo. Tôi đâu có sợ nó đâu. Thôi đâu? Hết trời rồi. Nó đâu rồi? Cái gì nó? Nó đâu? Đi rồi. Ừ. Đi về rồi. Đi. Rõ là tôi thấy mà. Cái gì? Thấy cái gì? Nó đâu rồi? Đi về. Ở đây thấy không? Thảo ông đi về rồi. Mạnh ra. Đi về rồi mà. Ở đây nè. Rồi cái. Cái phím đờn. Mắc nó uống tiền lắm. Trời ơi. Hú hồn hú vía. Nó tìm cái phím đờn mà tôi tưởng nó tìm tôi. Thôi. Sao nãy ông quay quá mà. Ông hùng hổ quá mà. Nãy quay là sợ nó. Nó xâm hại vô con người bà. Cho nên là tôi mới dữ dằn vậy thôi. Giờ tôi có cái này tôi nói. Nhưng mà không biết là nói ra rồi ý của bà làm sao. Bà có chịu không? Thì nói đi. Thì giờ tôi hỏi bà luôn là bà có chịu không? Không nói thì sao biết mà tôi chịu. Rồi nói đi. Tôi muốn... Muốn gì nói đi. Tôi muốn... Muốn gì? Tôi muốn ăn hột vịt lộn. Trời ơi vô duyên quá à. Giờ này cái tự nhiên đòi ăn trứng à. Thôi tôi nói luôn. Ừ. Tôi muốn à. Tôi muốn chăm sóc cho bà có chịu không? Tôi chịu rồi ông Tư. Ai cho mà chịu? Ai cho? Chết rồi. Nghĩa, con. Mới về con. Chào bác Tư đi con. Chào bác Tư. Má nói gì má? Chào bác Tư đi con. Tôi không cần biết ai là Tư Nam gì hết trơn á. Hả? Má vừa phải thôi. Nghĩa. Má già rồi đó. Má biết. Làm gì coi được thì làm. Mà nha. Tôi chỉ biết ông Bảy thôi. Rồi ông Bảy. Ông lo cho tôi. Ông cho tiền tôi xài. Ông lo lắng tương lai cho tôi. Con à. Có nghe ai thì con đừng có nghe ông Bảy con. Thôi khỏi đi. Tôi lớn rồi. Tôi tự biết cái nào đúng cái nào sai. Con à. Má con nói đúng chú, đó. Chú. Nhà của tôi. Chú không được quyền nói đâu. Nghĩa. Má ngồi đó đi. Con. Má ngồi đó đi. Già đứng không nổi sao đứng hoài. Biết rồi. Đừng có nói với má con như vậy. Chú. Chú không có biết gì trong gia đình con hết trơn á. Chú làm ơn chú đứng qua một bên đi. Tao thấy mày mới là người không biết đó. Không biết gì? Không biết cái gì? Má. Má cái gì? Đừng nói anh Tư đừng. Hả?
con người chú phải có liêm sĩ chứ chú. Lòng tự trọng phải có chứ. Nghĩa à, con ơi. Thôi bỏ đi, dẹp hết đi. Giống như phim Hàn Quốc ha. Già sắp bệnh chết, anh hùng tới cứu. Ở đâu ra? Con à, Nghĩa. Má, con nói thiệt má, bây giờ con đủ lớn rồi, con tự lo cho cuộc đời con rồi. Má không lo được gì hết thì má đừng có ý kiến trong cuộc đời con nữa. Nghĩa à, mày im đi, chủ im đi. Nghĩa, tôi đang là chủ im đi. Con nói chuyện, chú lấy cái quyền gì nói chuyện thôi. Nghĩa ơi, tao lấy tư cách là người lớn, tao nói chuyện với mày. Nghĩa ơi, mày là thằng con mất dạy. Nghĩa ơi, con nghe lời má. Bây giờ mày chỉ biết mày lớn thôi à? Hả? Vậy chứ cái đôi gánh này nè, bà gánh bao nhiêu chục năm để nuôi mày lớn tới giờ này. Bà gánh bao nhiêu chục năm cũng không thể nuôi lớn được tôi được. Đây là gánh hộp trình lộn thôi. Nghĩa ơi, con ơi, con nói chuyện với người lớn không phải nói chuyện. Mày đi. Tôi chịu đựng bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu năm trong cái nhà rồi, tôi được cái gì? Mày, mày là thằng con bất hiếu. Tôi bất hiếu cũng không phải là con của ông. Mày không phải là con của tao. Nhưng mà tao nói cho mày biết, mày đụng tới người đàn bà này là mày không yên với tao đó. Xin lỗi ông nha, đây không phải là người đàn bà của ông nha chứ. Bà không phải là người đàn bà của tao, nhưng tao biết bà, tao hiểu bà. Mày có biết má mày đã chịu bao nhiêu cái nhục nhã để nuôi mày lớn tới giờ này không? Anh Tư, anh Tư ơi đừng. Bà cứ để yên cho tôi nói. Mày tưởng tao với bà bây giờ mới yêu nhau à? Tụi tao yêu nhau từ hồi còn trẻ kìa. Nhưng gia đình bên ngoại mày vì ham giàu mà ép gả bà cho ba mày. Tới khi bà mang bầu mày, ba mày đuổi bà ra khỏi nhà. Chú nín đi, chú nín đi. Đừng tao không hết. Đừng huyễn hoặc suy nghĩ của tôi. Tôi nói cho chú biết, ba tôi chết vì lao lực lo cho tôi, còn má tôi suốt ngày chỉ nằm ở nhà đú đỡ với ông nè trong ra. Nghĩa, bất dạy. Anh Tư, tôi xin anh đừng có đánh nó. Tôi chỉ có một mình nó là đứa con. Má nín đi, má nín đi. Tôi nói cho ông biết nè, ngày hôm nay là ngày cuối cùng và cũng là lần cuối cùng ông bước vô trong căn nhà này. Im đi, tôi không im. Tôi đứng đây nè, ông bất dạy. Bà để im tôi nói. Ngày hôm nay bà không giết mày, tao cũng giết mày. Ở tù tao cũng giết mày. Tôi đứng đây cho ông giết nè. Được, ông làm gì được tôi? Anh Tư, mày mất dạy hả? Nghĩa, mày mất dạy hả? Mày, Tam, khi trước gợi những hình ảnh của tím vào lòng đêm, những kỷ niệm cho nhau nếu mất đi xin đừng quên. Tôi thiếp đi trong niềm vui và đêm rước những giọt mưa cuối cùng. Tạm ơi anh yêu em.